Vâng, xin chào quý vị khán giả. Trong clip này tại nhà anh Khiêm, chị Phương ở Kinh Môn, Hải Dương. Đây là cái khu vực sân đằng sau. Ở trong vườn này thì rất nhiều cây. Cái khu vực này thì cây một số cây lớn. Tôi sẽ làm nhiều clip trong vườn này để cho chúng ta cùng xem nhé. Thì hôm nay tôi làm cây dưới này và tôi cũng chia sẻ cùng quý vị khán giả. Chỉnh sửa tay bông chẳng hạn, ví dụ tay nào bị lỗi, chi nào bị lỗi, những cây nào cần cắt bỏ thì tôi sẽ chia sẻ trong clip này. Tôi vừa cầm máy tôi vừa làm. Thì ví dụ như cái cành này, đây là cái cành nó rơi xuống rất vô duyên. Chúng ta có thể cắt bỏ đi. Và cái chỗ này, chỗ này nếu mà làm bông to ra thì nó sẽ tràn ra đây, nó che lấp hết bông này. Cũng cắt bỏ đi một phần. Và tất cả những cái mụn, những cái râu ria kiểu như này nó bám trên thân này rất xấu. Anh em phải nhặt sạch sẽ. Nhặt sạch đi thì cây nó mới thoát ra, nó mới đẹp, lộ thân. Bây giờ tôi sẽ làm. Nếu mà chúng ta lấy kéo chúng ta cắt, cắt những cái bìu này, không cắt triệt để, phải cắt sạch và tận thân luôn. Bơm đi nó hết chân mọc lên thì lần sau không mọc. Cái này nó giống như cái mụn ruồi lông, không triệt để là nó cứ lên. Cái lu biếu nó khác nhé, chứ không phải cái này tạo lu đâu. Cái này càng đẻ nó càng lên nhiều mầm như thế này. Còn cây mà nó đã có lu tự nhiên đẹp rồi thì nó lu nó nhẵn, nó tròn, nó to. Còn đây chỉ là râu ria. Bất cứ dòng cây nào cũng thế, chứ không riêng gì cây dưới này. Đây cắt đi cắt lại nhiều lần rồi đây. Chúng ta dùng cái cặp chéo này, chúng ta làm sẽ cắt được sạch. Vâng, tôi sẽ tiến hành cắt hết chỗ này và làm bước tiếp theo, tôi sẽ ghi hình tiếp. Ở trên thân cây dưới nó sẽ ra rất nhiều những cái mầm. Nó ra bất cứ chỗ nào mà cắt không triệt để cái thì lần sau nó cứ ra nhiều cái mầm, nó đùn ra nhiều lần như vậy nó sẽ nhìn nó rất xấu. Chúng ta cắt triệt cái chân nó đi cái là lần sau không ra nữa. Cây nào mịn đó không phải lu biếu nhá. Chúng ta phải xác định đâu là lu. Cây này nó có hai cái rễ này, nhìn khá vô duyên, chênh vênh hẳn lên trên này, không tiếp đất. Tôi sẽ cắt nó đi.
cắt đi, sau anh Jun sẽ đục lại và tạo lại sẹo cho cây này. Trước hết tôi cắt gọn này. Đây là một cây dưới có cái dáng tự nhiên, cây khai thác về và trồng lên ra những cành mầm đã tạo thành những cái bông rất đẹp và điệu, cây rất điệu đà, trực nhưng mà cái tay nó bồng bềnh. Và bây giờ tôi sẽ lên tôi sửa một số chỗ ở trên bông để cho nó rõ ràng hơn. Cái cành này được cắt đi cái thì nó hợp lý hơn. Cái khu vực rễ bên này nó có rất nhiều những cái rễ nổi lên. Nếu chúng ta gây được một cái mầm ở đây tạo thành con tử lên cao thì sau này nó sẽ thành phụ tử, sẽ rất điệu. Có rất nhiều những cái mụn như vậy, tôi đã lọc sạch trên thân rất nhiều nhá. Và những cái mầm âm bên dưới tôi đã lọc sạch đi rồi. Nhìn từ dưới lên nó lộ ra bộ xương gọng, nhìn khá đẹp mắt, sạch cây. Và bây giờ tôi sẽ lên trên cao để sửa một số chỗ. Ở trên này có cái quả phúc này. Và những cái bùng ở đây nó không tách rõ ràng ra cho nên chúng ta cần phải sửa. Dăm dúi chúng ta cắt thế này cũng được nhá. Sau nếu mà có tuốt lá đi thì tuốt xong lại lọc tiếp những chì lỗi, dăm lỗi. Rễ dưới nó gồng lên nhìn rất xấu, và cái cây này nó đã sống khỏe nhiều năm trên chậu này rồi cho nên cái bộ rễ con của nó lan tỏa khắp chậu và lên cả mặt đất này. Cho nên là hôm nay tôi sẽ cắt cái đống rễ bên trên thừa lên để một vài chiếc làm điểm nhấn thôi, và sẽ nuôi mầm chỗ này lên một con tử ở đây, còn đâu là ta cắt bỏ.
riêng cái này là phải lọc sạch, không lọc sạch lần sau nó lại lên. Một cái con xe để cầm nhỉ? Em không cầm ấy. Hả? Không. Cái gì? Em không cầm. Để đâu? Anh xem nó rơi đâu. Sáng ngày anh mở nơi đồ mà. Không biết là xe à? Cài vài hòn đá xung quanh cho nó tạo điểm nhấn thôi. Vâng, vậy là cái cây dưới này tôi đã làm xong. Về tổng quan cây này thì có cái dáng tự nhiên nhá. Giờ được làm sạch sẽ gọn gàng rồi. Cây nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Vâng, tôi xin dừng cái video clip tại đây. Xin chào quý vị khán giả. Hẹn gặp lại trong những clip sau. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.